Trong khi mà tôi đang ngồi lướt Facebook như một thằng thất bại vì đéo có việc gì là làm thì đập vào mắt tôi chỉ là cái video này. Về cơ bản thì nó là một cái video mà người ta đi phỏng vấn những cái người bỏ ra 700 nghìn để đi xem movie của Kimetsu no Yaiba. Tất nhiên là tôi vẫn chưa được đi xem, không phải là vì tôi là một thằng thất bại không có bạn bè để đi xem cùng đâu. Thật đấy, mà là nó đắt vãi cả lìn, thêm nữa là rạp chiếu phim cách xa nhà tôi cả chục cây ấy. Đéo ai chạy cả chục cây chỉ để bỏ 700 nghìn ra xem một bộ phim một mình cả. Cứ bọn ngồi trên phát củ lương đau hết cả mắt thề. Mà nếu như các bạn không biết thì cái kênh này ấy, tôi đéo kiếm ra được một đồng nào cả. Vì ra là tính đến nay thì tôi vẫn là một con đốn nghèo khỉ. Đến cả cái thằng ghi âm cho cái video này, cái thằng viết kịch bản và cái thằng edit đều nghèo như nhau luôn ấy. Thật ra là cũng chỉ có một người thôi, nhưng mà anh em hiểu ý tôi mà đúng không? Tôi thực sự là không hay xem mấy cái video dạng như thế này lắm, kiểu xem nhà giàu khoe của ấy. Giác như là mình hoàn toàn ở trong cái bộ trận đó của họ luôn á. Nó hay hơn những gì em tưởng à. Thở, em không thở nổi luôn. Tại vì nó rất là cây gây cứng. Em mong ra được cái phần cuối nào mà hồi sinh tất cả các trụ cột vậy chứ. Nhưng mà đập vào mắt tôi ngay từ khi bấm vào cái video đó là một anh đẹp trai nào đó chóng giặc tuyên bố mình là fan Kimetsu no Yaiba 17 năm trong khi chuyện mới ra mắt vào năm 2016. Thật sự là em là 13, fan 17 năm, fan 17 năm, fan 17 năm, má đẹp 1 năm. Vâng, thật là tuyệt vời. Thật ra mà nói thì tôi không phải là một người thích shonen cho lắm, nhất là cái thể loại kiểu cầm kiếm chém nhau gù rừ rừ như này. Vì nó đéo có gì hài hài để tôi lôi ra tôi làm clip cả. Vì nên là với cương vị là một fan KNA 20 năm và đéo có tiền đi xem phim thì tôi sẽ ở nhà xem lại 26 tập của Kimetsu no Yaiba và làm một cái video về nó để đỡ cảm thấy thất bại khi ngồi ở nhà chờ xem bán lẩu. Như anh em cũng đã biết thì tôi luôn luôn đưa những cái thứ tốt đẹp nhất lên trên đầu và những thứ tồi tệ nhất ở sau cùng. Vậy nên là tôi sẽ nói về cái thứ mà Kimetsu no Yaiba làm tốt nhất, chứ là hình ảnh và âm thanh. Hình ảnh thì Ufotable đã làm rất là tốt. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi đắp chăn ở trong phòng, mọi người không? Tiếng mưa rơi ở bên ngoài, cộng thêm tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, hòa với màn đêm, bao trùm cả căn phòng. Tôi tận hưởng cái tiếng mưa rơi, tận hưởng những cái hình ảnh âm thanh cực kỳ sắc nét của Face Zero cho Ufotable sản xuất. Tôi rồi, thật ra là tôi vẫn chưa xem Face, nhưng mà anh em hiểu ý tôi mà đúng không? Những cái trận đánh thì không cần phải bàn cãi nữa, bởi vì nó quá đẹp và nó quá xuất sắc. Đôi lúc phim cũng đơn giản hóa những cái nhân vật theo kiểu chibi để tạo tính hài hước cho phim. Về phần âm thanh thì thôi rồi, Lisa mà hát opening anime thì thôi. Cho xin cái tuổi bạn, Rising Hope này, Galigorao. Chúng lúc mà tôi đang làm cái video này thì cái bài opening của KNE đã có thêm hàng triệu view trên YouTube rồi. Soundtrack thì quá tốt, lồng tiếng nhân vật thì khỏi phải bàn. Tôi thích nhất là cái giọng lồng tiếng của Nezuko. Tôi cảm nhận được nó, hiểu không? Tôi cũng hoàn toàn hiểu được lý do vì sao mà phần anime của KNE lại nổi tiếng và kéo doanh số bán truyện lên nhiều đến như vậy. Ông bà ta hay nói là cái răng cái tóc là gốc của con người. Thì hình ảnh và âm thanh ở trong phim nó cũng giống như là cái răng với cái tóc ấy. Nó đẹp thì nó thu hút được nhiều ánh nhìn từ người khác hơn. Tôi đánh giá rất cao về cái phần này của KNE. Nói thế nào cho hợp bây giờ nhỉ? Nội dung nó quá là đơn giản. Nói chung là về một cậu bé có gia đình bị quỷ giết hại và lên đường diệt quỷ để trả thù cho gia đình của mình. Cái mô típ này nó có giống giống với một bộ anime nào đó không? Thật ra thì theo tôi thấy nội dung của Kenny cũng có phần đặc biệt. Nó kiểu ảnh cái gì đấy? Tắt! Người ta bảo tắt đi cơ mà. Tôi không có ý chê đâu nha, nhưng mà nội dung của Kenny đã có từ rất lâu trong cái sa mạc shonen này rồi. Và thực sự là tôi cũng không nhìn thấy quá nhiều điểm đặc biệt ở Kenny, ngoài trừ việc có em gái biến thành quỷ, còn lại thì không khác gì một những bộ anime mà tôi đã từng xem. Nội dung của Kenny thì theo tôi nhá, tác giả đã làm nó hơi bị sơ sài. Kiểu qua 26 tập thì những gì chúng ta biết đó là cái thế giới này có quỷ. Thế thôi, tôi không đánh giá quá cao nội dung của Kenny cho lắm. Một thế giới quá đơn giản và không có đủ chiều sâu. Nhưng mà tất nhiên thì tôi hiểu lý do tại sao Kenny lại rất đông fan, mà không chỉ ở Nhật mà cả còn lan con mẹ sang ở YouTube và tại TikTok ở Việt Nam nữa. Một nội dung đơn giản nhưng mà lại phù hợp với những người mới xem anime hoặc xem để giải trí. Bởi vì nội dung của Kenny thực sự nó rất là nhí nhảnh đấy. Ore wa omae janai, Kamado Tanjiro da. Kamaboko Gonpachiro, omae ni katsu.
nó hài hài, nó vui vui, với cả men báo giấu nghề nó thì thôi. Nó chả chạy con mẹ nước sao. Phim sẽ hay với những cái người mà mới xem anime hoặc là xem để cho vui. Còn nếu như bạn đã xem những cái bộ anime kiểu có chiều sâu hơn về đấy, các thứ mà bạn đang cố gắng tìm kiếm cái điều đấy ở Kenny thì không, chắc chắn là không. Nếu so sánh một bộ anime giống như là một chiếc bánh thì nội dung chính là cái lớp kem và hình dạng của chiếc bánh, còn tình tiết phim chính là cái ruột ở phía bên trong. Ngoài lại một tí là tôi ghét ăn cái mức bên trong bánh vái cà liền thề. Quay lại chủ đề chính thì K-Ni có một hệ thống tình tiết phim không mấy là liên kết với nhau cho lắm. Thứ tự thì đi theo một đường thẳng tuyến tính, không có nhiều rẽ rẽ và sự bất ngờ. Ví dụ như là trong cái cảnh này này, chúng ta đã có thể dễ dàng nhận ra là cái thằng Homie Rin phiên bản tóc cam là đồ đệ đã chết cũng thầy mà. Tôi biết rõ là chả ai đi bàn về tính logic trong anime, nhưng mà tại sao một đống như cái thằng Senpai này lại bị giết một cách quá dễ dàng và để cho ba thằng tân binh ức ở đó gánh cả team? Kiểu như là bọn nó vô dụng vấy cả liền ra luôn ấy, trong khi rõ ràng là chúng nó đã phải trải qua cái khu rừng cùng với mấy con quỷ horny, thậm chí là chúng nó còn có nhiều kinh nghiệm hơn bọn này, thì tại sao chúng nó trông như mấy thằng ngu cầm kiếm chạy lòng vòng và chết vậy? Yếu tố gây hài của phim cũng là một thứ giúp phim trở nên thu hút hơn nhiều. Phim được chia ra làm hai mảng sáng tối. Tôi lấy nhầm hình đã, mấy ông đợi tôi một tí để tôi okay. Cái hình này được này. Phim có thể được chia ra làm hai mảng sáng tối. Bình thường thì phim sẽ có một màu sắc nhẹ nhàng và hài hước, nhưng mà những cái lúc chiến đấu thì nó sẽ hoành tráng và nghiêm túc hơn rất là nhiều. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. You're too much raining. Vâng, thật là tuyệt vời. Có lẽ cái mặt hài hước của phim cũng chính là điểm khiến cho phim được nhiều người ủng hộ. Có những cái bộ có setup khá là giống Kenny, cũng là có một câu chuyện đơn giản, tình tiết sẽ gặp một cách tuyến tính và không hề có chiều sâu như là Tarin chẳng hạn. Nhưng mà có lẽ là phim thiếu đi một thứ gì đó gọi là sự giải trí, cho nên phim được không quá nhiều người ủng hộ như là Kenny. Trong quay lại thì tôi không đánh giá cao cái mặt tình tiết vì sử dụng cliché quá nhiều, còn đơn giản lại thì nó vẫn rất là phù hợp với những người xem cho vui, bởi vì những thứ đơn giản thì luôn luôn đơn giản và nó sẽ thu hút được những thứ đơn giản và những con người đơn giản. Đi rồi. Các bạn fan của Kenny kiểu toxic một tí thì không nên xem đoạn này, bởi vì tôi nói thật, nhân vật là thứ mà Kenny làm không tốt nhất cả phim luôn. Trước tiên thì nói bên main trước đi nhờ. Các bạn biết tại sao tôi luôn đặt cái tiêu đề này là thánh nhân Tanjiro không? Bởi vì Tanjiro quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến cái mức mà không có cái gì để phát triển luôn ấy. Ba đời nhà tôi không biết chữa sói thần, nhưng mà ba đời nhà Tanjiro thì đeo khuyên tai đi chém quỷ. Nếu các bạn đem thằng Kazuya ra để so sánh với Tanjiro thì tôi sẽ thấy một sự đối nghịch hoàn toàn luôn ấy. Kazuya thì nó loser, còn Tanjiro lại quá hoàn hảo. Bởi vì tôi đã từng làm một cái clip chữa sấp mặt liền thằng Kazuya rồi, nhưng mà tôi cũng công nhận một điều là cái cách làm này nó có thể dùng để phát triển nhân vật trong tương lai. Dù cho là mười mấy tập sau thì thằng này nó vẫn ngu như thường. Còn Tanjiro thì quá hoàn hảo đi, cảm giác như là cũng chẳng cần thay đổi bất cứ một cái điều gì trong tính cách của mình luôn ấy. Cậu có một tấm lòng bao dung rộng lớn như là cái túi tiền của các bạn tôi, và sẵn sàng dùng kiếm chém bay đầu quỷ như là cái cách mà Crush chém bay hy vọng của tôi ấy. Tất nhiên là về mặt tính cách thì Tanjiro quá tuyệt vời và gần như trở thành một cái khuôn khổ đóng gói cái nhân vật này, chứ không được tự do phát triển như những bộ anime khác. Sau 26 tập, tức là chiều dài 2 season của một bộ anime thông thường, thì KNE yếu kém về mặt nhân vật hơn là tôi nghĩ. Có lẽ như là season 2, season 3, season 4, 5 gì đấy sẽ có những cái nhân vật từ từ sẽ được phát triển và khai thác sâu hơn. Nhưng mà trong 26 tập phim nó cứ lướt vù vù qua bản mặt của tôi, thì tôi cũng chả biết gì về mấy cái nhân vật này, ngoại trừ là mấy thằng này rất là thích tấu hài. Còn lại về quỷ trong phim thì cái này mới buồn cười này. Chắc chắn là hầu hết tất cả những bộ anime chiến đấu bây giờ đều có cái kiểu như thêm flashback vào cho nó có tí cảm xúc ấy. Chúng ta cũng đã có những cái bộ anime liên quan tới quỷ rất là hay, như là Dororo hay là Tokyo Ghoul. Kenny cũng học hỏi cái phong cách buồn buồn ấy nhưng mà không thành. Tự hỏi xem là có một con quỷ nào giết từ người này đến người khác, ăn thịt và làm khổ sở biết bao nhiêu gia đình, và sau khi nó chết nó nằm hồi tưởng lại quá khứ của Tanjiro thì cảm thấy con quỷ đó thật là đáng thương chưa? What the fuck? Tôi biết rằng cái việc cố gắng đưa người xem hòa vào cái cảm xúc của con quỷ trong phim là rất là tốt, nhưng ấn tượng với nó trong cây này là quá ít. Kiểu hai đứa đeo nói chuyện mẹ với nhau, chỉ cầm kiếm chém loạn xạ xong rồi đến phút cuối tạo ra một cái flashback cho người xem thấy buồn à.
thà nó không xuất hiện ở đó nó còn đỡ ngứa mắt hơn. Tác giả thì kiểu thì cả nhà thằng Tanjiro bị quỷ giết hại, khiến cho em gái nó sống dở chết dở, bị cuốn vào một trận chiến sinh tử, nhưng mà nó vẫn cảm thấy buông cho con quỷ đấy. Thì không sao, kiểu như là phim đang cố gắng một cách rất là gượng ép để cho người xem cảm thấy buồn cho con quỷ, trong khi người ta mới cười khanh khạch trước đó xong. Đúng là vẫn có những con quỷ rất là chất lượng, như là trong ARC nhìn quỷ chẳng hạn, nhưng mà chỉ có một phản diện tốt là không đủ để kéo cảm xúc của cả bộ lên được. Những cái con quỷ trong Kenny kiểu giết người cho vui, giết vì thích như thế, chứ không hề có một lý do đủ để người xem cảm thấy thương hại cho nó. Ví dụ là con quỷ này chẳng hạn, nó làm với anh rồi sao nữa, làm sao? Tới bây giờ là cảm xúc của người xem là do tùy người cảm nhận thôi. Có những người như là anh bạn Tiểu Hắc Official này lại khóc sắp mặt lờ vì một con quỷ viết tiểu thuyết, trong khi tôi còn chả cảm thấy mẹ gì ấy. Nói đi cũng phải nói lại, thì quỷ trong Kenny có tệ hay không? Chắc chắn là không. Nhưng đa phần đối với tôi thì nó thiếu cảm xúc và không được chân thật. Trong ARC nhận quỷ thì điều này đã làm được khá là tốt. Nhưng mà điểm làm tôi cảm thấy tiếc nuối nhất chính là Tanjiro lại không được tương tác và tiếp xúc với nội tâm của những cái con quỷ đấy, khiến cho phim trở nên cực kỳ khó chịu. Nhất là khi người xem chưa hiểu con mẹ gì về cái con quỷ đấy thì nó đã bay màu, còn Tanjiro thì lại nắm tay. Một đoạn flashback hiện lên và rồi các nhân vật lại đi làm trò hề và cười khanh khạch vào mặt nhau ấy. Nó không tệ, nhưng để nói nó xuất sắc thì cũng không. Tác giả đã cố nhồi nhét quá nhiều cảm xúc vào phim, nhưng tiếc cái là nó không thành. Chỉ đơn giản là để lại cho người xem một mớ hỗn độn. Ở các bài review hay đánh giá này nọ thì chả ai nhắc đến cộng đồng fan của một bộ anime nào đó cả. Nhưng tôi đéo phải là reviewer, tôi chỉ là một thằng sầm điên ngồi sẵn sổ làm video thôi. Nếu như bạn là một fan Kenny thì cứ nghĩ rằng là chắc là trừ mình ra là được. Tôi luôn luôn để những thứ tồi tệ nhất sau cùng, và cộng đồng fan Kenny hầu hết là những người mới xem anime, không quá nhiều kiến thức và hầu như là chỉ xem cho vui. Nhưng mà làm ơn đi, các bạn đừng có gáy nữa được không? Fandom nào cũng có vấn đề, nhất là một bộ nổi tiếng như Kenny. Nhưng mà việc các bạn lôi Naruto rồi OP ra so sánh mà nâng nó lên làm huyền thoại, tôi thực sự là tôi không hiểu các bạn nó nghĩ cái đéo gì ở trong đầu ấy. Ok, đồng ý rằng ai cũng có quyền nói lên tiếng nói của chính mình, rằng là mình thích bộ anime đó đến mức nào. Nhưng mà thật luôn à, siêu phẩm luôn á. Từ khi nào cái từ siêu phẩm lại xuống giá đến cái mức đấy vậy? Có lẽ như là do Kenny quá nổi tiếng mà kéo theo Pinle và Weebu Gang của anh ta vào cuộc. Daddy? Not now, son. Daddy? Not now, son. Dad? Not now, son. Son. Cuộc sống này thật vui khi làm Weebu, phải luôn tự hào vì bạn là một thằng Weebu. Vâng, thật là tuyệt vời. Từ đó tạo cho nhiều người có một cái nhìn không đúng về Weebu và fan anime, và đa phần là đú đỡn. Và tôi hỏi thật rằng là các bạn nghĩ thế này là cosplay à? Nói là tôi cũng không nghĩ là cái này là cái thứ gì đó đáng để tự hào đâu. Tất nhiên là ai cũng tự hào về bộ anime mình yêu thích trở nên nổi tiếng. Ví dụ như tôi, một fan của Evangelion, tôi cảm thấy rất vui sướng khi mà Eva là một cái tác phẩm được mọi người trân trọng, mà còn được collab với cả Honkai Impact 3 luôn ấy. Nhưng Kenny thì nó lại khác. Các bạn gáy trên mọi mặt trận, gáy trên mọi miền tổ quốc luôn. Một bộ anime này còn bị lôi ra làm TikTok, rồi còn lại là chuyện đam mỹ nữa. Ngay từ cái video phỏng vấn này, chúng ta đã có thể hiểu được cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tìm hiểu của người xem. Mà tôi cũng không hiểu là tại sao mấy cái ông edit cái video này có thể nhét cái đoạn này vào, viết cả cái câu subtitle ở dưới nữa cơ. Mặt mấy ông edit video kiểu ôi thằng này fan Kimetsu no Yaiba 17 năm này, ôi đéo cần kiểm chứng, nhét vào đi cho nó chuyên nghiệp. À vốn vì family nhá, dạo này làm ơn hơi chệch mạng rồi đấy nhá. Muốn chết à? Tôi xin lỗi, tôi chỉ làm một cái tiểu phẩm reflector, tôi mong các anh được phốt em. Tôi để em xin lỗi. Chung quy lại thì Kenny không phải là một bộ anime tệ, nhưng nó cũng không phải là siêu phẩm như những các bạn trong fandom mô tả. Hầu hết thì mọi người trong phim đều rất là đơn giản, và hiện tại thậm chí phim còn đạt được hơn những gì mà nó xứng đáng được nhận luôn rồi. Còn các bạn trong fandom thì nên suy nghĩ thêm về hành động của mình, vì tôi biết rõ rằng là đâu đó 1-2 năm nữa chẳng hạn thì sẽ chẳng ai còn nhắc đến bộ anime này. Mà dù cho nó có đi chăng nữa thì nó có trở nên một bộ siêu nổi tiếng thì nó cũng không thể chứng minh rằng Kenny là một bộ anime siêu phẩm hay là tuyệt vời hay là bla 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 được. Bởi vì phần cốt lõi của phim nó đã không được tốt rồi. Vâng, lại là tôi đây, chép tương lai. Ôi, từ mấy giờ nhỉ? 4 giờ trưa vai cả linh ạ. Nói chung là khi mà tôi ngồi tôi edit cái video này thì tôi mới biết là tôi đọc sai kịch bản rất là nhiều. Tại vì cái lúc mà tôi đang gọi là ghi âm ấy thì
gọi là tôi lúc đó là sáng mới thức dậy xong rồi gia đình đi hết rồi tôi mới có thời gian tôi ngồi tôi ghi âm, nhưng mà kiểu hề lúc đó kiểu tôi bị phê má đái rồi tôi cứ lăn qua lăn lại, xong rồi cuối cùng là tôi đọc nhầm kịch bản tứ lung tung. Chỗ nào mà tôi fix được thì tôi đã fix rồi, còn những cái chỗ nào mà không fix được thì tôi sẽ đều để một cái chữ ở trên để mọi người kiểu biết lúc đó tôi đang nói về cái gì. Còn ý kiến của tôi về bộ anime này thì tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi đã cố gắng đưa những cái kiểu những cái thứ gọi là nó đơn giản nhất kiểu không, và những cái suy nghĩ của tôi đơn giản nhất để cho kiểu mọi người có thể hiểu rằng là tôi không quá gay gắt với bộ anime này, bởi vì thực ra đối với tôi Kenny nó đã hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà nó đề ra. Tôi kiểu cảm thấy rất là thì tôi rất là tôn trọng cái điều đấy. Nói chung là chúc các bạn có một cái test khỏe và đừng quên cái channel này sẽ không chết đâu. Tuy là 2-3 tuần tôi mới ra một video nhưng mà nó sẽ không chết đâu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Subscribe cho kênh của tôi ở đâu đó ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong cỡ 2-3 tuần tới.